Thưa quý vị, chưa kịp phục hồi qua các đợt dịch trước đó, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư khiến cho công việc, thu nhập, đời sống của nhiều người lao động lao đao. Ước tính đến thời điểm này có tới hàng chục triệu người lao động phải tạm nghỉ việc, không lương, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên hay là giảm giờ làm và phải đi làm thêm các ngành nghề khác. 3 tháng nay, chị Xuân, giáo viên mầm non, phải ngừng việc để phòng chống dịch. Trong thời gian này, chị không được hưởng lương cũng như chính sách hỗ trợ gì. Hơn một năm xảy ra dịch bệnh, những giáo viên mầm non tư thục như chị chịu nhiều tác động. Đời sống vốn đã eo hẹp, nay lại khó khăn hơn. Với hai vợ chồng thì đều nghỉ làm. Và hầu như là không có lương nên là nhiều lúc cũng chán. Và là không biết làm gì. Hiện tại thì em vẫn ở nhà trông con thôi ạ. Và nhờ ông bà thì chu cấp gạo. Chứ em không có nghề gì phụ. Sau mấy lần đóng cửa thì trường gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là tuy đóng cửa thì không có nguồn thu của phụ huynh. Và không có nguồn thu của phụ huynh nhưng tuy nhiên là nhà trường cũng vẫn trả rất là nhiều chi phí. Chi phí điện, nước, tiền thuê nhà. Năm ngoái thì là đại dịch Covid đầu tiên thì cũng có hỗ trợ được một chút. Nhưng đến năm nay thì thực sự là khó khăn. Chi phí cũng không thể đủ được để hỗ trợ cho giáo viên nữa. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công ty nơi anh Chi làm việc cho hàng loạt lao động nghỉ việc. Cuộc sống khó khăn hơn khi mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào anh. Loay hoay tìm việc làm mới trong thời điểm này cũng không dễ dàng gì với người lao động. Doanh nghiệp của tôi đang làm việc trước đây ấy, là họ cũng khó khăn vì dịch bệnh. Thứ hai nữa là văn hóa công việc của chỗ tôi ấy, thì cũng đang gặp một số trục trặc. Cho nên là tôi nghỉ. Khó khăn thì cũng khá là khó khăn. Bởi vì là nó mất đi nguồn thu nhập chính. Gia đình tôi thì có 3 thành viên, tôi và vợ và một con trai. Con trai tôi đang học lớp 3. Thì thời điểm bây giờ là con trai tôi cũng đang nghỉ học, lý do là dịch bệnh. Bởi vậy là vợ tôi cũng buộc phải ở nhà để trông con. Thì đó là một cái khó khăn cũng khá là lớn. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hơn 9 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên. Trong đó, 540.000 người đã rơi vào tình trạng mất việc và thiếu việc làm. Con số này sẽ không dừng lại bởi nhiều khó khăn còn tiếp tục ảnh hưởng đến người lao động trong thời gian tới. Đã có là trên 5.300 đoàn viên người lao động ở 171 cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID. Thì ảnh hưởng trực tiếp thì cũng có nghĩa là vừa phải dừng sản xuất và vừa phải thu hẹp sản xuất. Cái việc mà đề xuất của hỗ trợ mới hiện nay chính phủ như các cơ quan thì đang cân nhắc rất là kỹ để mà có thể hỗ trợ được cho người lao động. Tôi thấy rằng là cần phải có ngay cái chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt cho người lao động khó khăn. Hỗ trợ nó cần phải trên một cái nguyên tắc bao phủ được hết tất cả những cái đối tượng khó khăn. Thứ hai là nó cũng phải kịp thời. Chúng ta khi đề xuất là các quá nhiều các cái thủ tục hoặc là gắn kết các cái điều kiện vàng với nhau thì nó sẽ khó là cho người đối tượng thụ hưởng rất tiếp cận. Nhiều người lao động đã thấm đòn COVID-19 khi dồn dập những khó khăn về thu nhập, sức ép về việc làm khi dịch kéo dài. Nguồn tiết kiệm của người lao động để chống đỡ qua các mùa dịch giờ không còn nữa. Nếu không có giải pháp hỗ trợ, họ khó có thể trụ vững. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến rất phức tạp, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó không thể không kể đến các hãng xe công nghệ. Nhiều tài xế của các hãng xe công nghệ rơi vào tình cảnh lao đao khi không có thu nhưng nhiều khoản phải chi. Tham gia chạy xe ôm công nghệ ngay từ khi mới là sinh viên năm nhất, gắn bó với công việc này khoảng thời gian khá dài. Nghề xe ôm công nghệ này cũng giúp cậu sinh viên tự lập từ khá sớm. Thế nhưng từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì đối với cậu sinh viên này chưa bao giờ lại rơi vào tình cảnh khó khăn đến như thế. Chạy Grab thì cũng từ năm nhất đại học rồi, bây giờ là đã năm 3 rồi. Mà với tình hình dịch bệnh như bây giờ thì trường cho nghỉ học, học online ở nhà thì về nhà thì cũng không được, tại vì trọ vẫn phải đóng thôi. Nên là mình muốn lại đây để chạy kiếm thêm một ít thu nhập, nhưng mà thời buổi này thì chạy rất là khó khăn. Chán nản, mệt mỏi là cảnh tượng chung của những người chạy xe ôm công nghệ. Vắng khách cùng với những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, có ngày lên đến hơn 40 độ C lại khiến họ càng thêm vất vả. Nóng ảnh hưởng chứ, vì mình chạy thì chỉ đến tầm 10 giờ đã phải đi về rồi, nóng quá rồi.
chiều thì phải 3-4 giờ mới đi được. Bây giờ ít cách ngày có khi được 150-200 mà. Thế là vừa dịch này, xong lại nắng nóng này, khó khăn càng khó khăn hơn. Loại hình kinh doanh xe công nghệ được xem là phương thức hiện đại, mang đến nhiều tiện ích và sự thuận tiện cho hành khách. Tuy nhiên, ảnh hưởng bởi dịch bệnh là tình cảnh chung. Trước sự ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, chính phủ cần có chính sách hỗ trợ cụ thể hơn để các hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó có các hãng xe công nghệ, sớm được tiếp cận. Dịch bệnh COVID-19 đã làm cho hàng triệu lao động lâm vào cảnh thất nghiệp. Nhóm người yếu thế, người khuyết tật là những đối tượng gặp nhiều rào cản trong tiếp cận với công việc mới. Không chỉ vậy, những lao động tự do cũng đang phải gồng mình mưu sinh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần này. Hơn 2 tháng nay, anh Nguyễn Trường Sơn, hội viên Hội Người Mù Hà Đông, Hà Nội, không bán được chiếc chổi đót nào. Xưởng sản xuất của hội đã buộc phải đóng cửa. Gánh nặng mưu sinh của người đàn ông trụ cột gia đình đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Thực sự chả biết làm cái gì, mà có chuyển đổi sang việc khác rất là khó cho ạ. Không thể làm được đâu cho ạ. Bởi vì như người khuyết tật ấy, thì họ còn có cơ hội họ xoay chuyển được. Nhưng mà những người khiếm thị là rất là khó khăn. Ước tính đã có khoảng 30% người khuyết tật đã bị mất việc làm trong dịch COVID-19, 50% bị giảm giờ làm, 60% người lao động bị giảm thu nhập. Sống chủ yếu bằng nghề xoa bóp bấm huyệt, mấy tháng nay, vợ chồng chị Sen không hề có thu nhập. Điện, nước, thức ăn hàng ngày, chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp gần 2 triệu đồng một tháng của nhà nước. Mong muốn của mình là tất cả những người khuyết tật nói chung, những người khiếm thị, quận hội Người Mù Hà Đông và bản thân gia đình nhà mình được mọi người có thể giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần. Dịch COVID-19 kéo dài khiến cuộc sống của những người nghèo vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Anh Khải, nghệ nhân sống dựa vào nghề sản xuất nhạc cụ dân tộc, cũng không phải ngoại lệ. Trọng trách duy trì nghề truyền thống đã buộc anh đưa xưởng sản xuất về nhà để giảm bớt chi phí thuê cửa hàng. Thực tế thôi, mình sản xuất ra là mình không bán được thì hàng nó bị tồn. Thì đàn dân tộc thì mình không bán được mấy. Thì cũng may là có cái đàn sửa chữa, đàn nhạc cụ dây, nhạc cụ giao hưởng ấy. Thì mình cũng là gọi là có đồng ra đồng vào để nó hỗ trợ. Mong ước dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để cuộc sống trở lại như bình thường. Đó cũng chính là mong muốn chung của những người khuyết tật, của những người lao động tự do, để họ sẽ không còn chật vật ngược xuôi, lo gánh nặng mưu sinh. Để vượt qua dịch bệnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất hỗ trợ 1,8 triệu đồng cho các nghệ sĩ bậc 4. Tuy nhiên, cho đến nay, đề xuất này là chủ đề gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều nghệ sĩ cho rằng, thời gian qua, hoạt động nghệ thuật gặp khó, nên việc hỗ trợ là việc làm cần thiết để giới nghệ sĩ bám trụ với nghề. Mùa dịch, ai chẳng khó khăn, nghệ sĩ cũng vậy. Nhưng nhóm đối tượng gặp khó khăn nhất phải là những công nhân, những người làm công việc tự do, gọi chung là lao động yếu thế. Cứ thế, nhiều ý kiến đều cho rằng đề xuất này của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch là chưa hợp lý. Và đó cũng là thông tin khiến cho không ít nghệ sĩ, những người cũng đang ở cảnh khốn khó, lo âu và thấp thỏm suốt gần 2 năm qua, không khỏi đau lòng. Cần lắm cái sự quan tâm. Ở đây mình cũng không phải nói là mình bắt nhà nước phải cho mình cái gì, cho mình cái gì. Tại vì hiện nay đất nước mình còn rất nhiều thứ để phải lo. Nhưng mà cái điều là nó có những cách linh hoạt trong việc đầu tư, trong việc hỗ trợ. Thường thường á, mấy anh chị em của em cũng có mấy cái quỹ. Ví dụ như bữa nào mà bạn nào khó khăn á, thì tụi em cũng lấy cái quỹ đó ra để giúp đỡ bạn đó. Thì giống như là nếu mà có ở trên mà giúp đỡ tụi em được như vậy thì tụi nào được như vậy thì tụi nào cũng rất là mừng, cảm giác là mình được kiểu quan tâm. Chứ mình không được có suy nghĩ là tiêu cực nữa. Thật sự tiêu cực nó sẽ giết chết bản thân mình thôi. Trước đó, từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra tại Việt Nam, nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó đã được ban hành. Tuy nhiên, riêng lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn và du lịch vốn chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề lại chưa có chính sách hỗ trợ. Động thái lần này của Bộ vì thế cũng được cho là cả một sự nỗ lực. Đây cũng là một cái động thái rất là cố gắng
của các cấp lãnh đạo thì rất là ghi nhận cái điều này, và đấy cũng rất là mong là cái động thái này sẽ giúp được cái tinh thần cho các anh chị em nghệ sĩ cũng như là các hội sân khấu thành phố, hội sân khấu Việt Nam. Hiện nay tình hình dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Nhiều ngành lĩnh vực trong nước gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là du lịch, hàng không, vận tải. Để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính cho biết cơ quan này vừa ban hành thông tư số 47 quy định mức giảm thu 30 khoản phí. Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Dự kiến số giảm thu từ phí, lệ phí 6 tháng ước khoảng là 1.000 tỷ đồng. Cụ thể là có 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời bổ sung giảm thêm mức thu một khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó giảm 50% mức thu 20 trên 22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. Đến nay đã có nhiều gói hỗ trợ được chính phủ triển khai nhằm giúp đỡ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên thì tốc độ giải ngân của các địa phương còn chậm. Nhiều nơi người dân đã phải chờ đợi rất lâu, thực hiện rất nhiều những thủ tục nhưng vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. Mặt khác, các gói hỗ trợ chưa tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và khó khăn, nhất là người lao động trong khu vực phi chính thức, công nhân và các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Vì vậy, chính phủ cần phải có những đánh giá toàn diện về các chính sách hỗ trợ, về đối tượng chịu ảnh hưởng và đưa ra những dự báo kịch bản và đề xuất phù hợp hơn để chính sách hỗ trợ đạt được hiệu quả hơn.